xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn phân biệt được hai cái cần số nào là cần số ring và cần số nào là cần số lô nha. Thì nếu mà nhìn các bạn nhìn bề ngoài các bạn thấy hai cần số này rất giống nhau. Nếu mà các bạn nhìn không quen thì các bạn thấy nó khá là giống nhau nha. Gần như đây. Các bạn thấy cái bề mặt răng ở trên. Trên đây. Cái chi tiết hàng bề mặt răng ở dưới nó khá là giống. Vậy thì làm sao để phân biệt được cái nào ring cái nào lô? Thì các bạn lưu ý một điều là đối với cái đồ lô thì lúc nào nó cũng đẹp, rất đẹp. Còn cái đồ ring thì không phải là hàng khui bọc ra mà hàng tháo xe. Vì thế thứ nhất là nó phải dơ là một. Cái thứ hai là lâu ngày rồi thì cái inox này nó sẽ bị bào mòn, nó bị oxy hóa. Thì mình sẽ có những cái chấm li ti rổ, nó không có láng giống như đồ mới. Bây giờ đặc điểm phân biệt chi tiết để các bạn phân biệt được đồ ring hello ha. Thứ nhất, các bạn thấy cái miếng, cái mặt. Cái này là cái ring ha, này là cái lô. Cái mặt của cái ring này nè, nó nhỏ hơn với cái lô. Cái chất liệu là mình nhìn vô là biết khác rồi. Cái thứ hai là cái này nè, nó xinh tinh xảo hơn nhiều nha. Cái cục này nó tinh xảo hơn nhiều. Rồi cái mối hàng của cái thằng ring á thì nó dày hơn, khá là dày. Còn mối hàng lô là nó được mỏng. Đó. Rồi cái bề mặt bên trong thì các bạn thấy là cái thằng ring á nó có khoét sâu xuống một đường. Còn thằng lô thì nó thẳng luôn, láng luôn. Này các bạn thấy nó láng luôn. Còn đồ ring của nó thì nó sẽ bị khoét sâu vô. Đó. Và chúng ta có cái chữ. Và ở dưới cái ring thì nó có cái chữ. Các bạn thấy ở đây có cái dòng chữ. Đó. Còn ở đây thì nó không có chữ. Đó là về cơ bản. Thứ nhất là nó có đường khoét. Cái thứ hai nó có chữ. Cái thứ ba, đồ ring nó sẽ nhìn cũ hơn, nó không có đẹp giống như thằng mới. Đó. Và cái chân của mình thì nó nhỏ hơn cái thằng mới nó bự hơn. Và đương nhiên cái chất liệu thì nó phải tốt hơn. Còn đây là thằng si, sắt si lại. Đó. Thì đây là cách để phân, các bạn phân biệt hai cái chân. Chân nào là chân ring, cần số ring, cái nào là cần số lô. Cảm ơn các bạn. Mình là Ken Ken. Mình chuyên sơn sửa tân trang các loại xe cúp và cha ly ha. Mình chỉ chuyên các dòng xe cúp và cha ly và cũng chuyên bán phụ tùng xe cúp và cha ly các loại, các đời xe cúp. Nếu các bạn có nhu cầu mua phụ tùng xe cúp có thể liên hệ với mình. Có nhu cầu sửa lại chiếc xe cúp của mình hoặc là dọn lại theo một cái phong cách mới cũng có thể liên hệ với mình. Rồi, tất cả mọi nhu cầu liên quan tới xe cúp thì cho lấy, các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0982116306 hoặc có thể qua địa chỉ 5/6 đường số 10, khu phố 2, hiệp Bình, Chánh, Thủ Đức. Và đầu đường của cái con hẻm đường số 10 nó là 208 quốc lộ 13 Bình Triệu. Nó ngay sau lưng siêu thị có mất Bình Triệu. Hoặc các bạn có thể lên Google search siêu thị có mất Bình Triệu và bạn qua đó alo cho mình dẫn bạn vô. Và lưu ý là trước khi các bạn qua, các bạn nên gọi trước cho mình. Tại vì mình hay đi ra ngoài giao đồ, giao xe, rồi đi lấy xe chẳng hạn, rất nhiều thứ. Thì bạn nào trước khi qua gặp mình trao đổi sửa xe hay là tăng trang xe hay mua xe hay mua phụ tùng thì các bạn nên gọi trước cho mình nha. 0982 116 306. Xin cảm ơn tất cả các bạn.